Ok, go ahead. Xin chào tất cả mọi người. Đây là chị Ngọc Hương, Em chưa chết đâu anh. mới vừa ở địa phương về nhưng mà lại còn tươi tỉnh vậy nè. Này là ngoài tươi mà trong héo. Héo Giả bộ cười chứ nhưng mà tội nghiệp lắm, đau lắm nè, đau ở đây lắm. Chào bà bạn bè nè, chị Hương nè, hôm nay là sẵn có vợ chồng của Lê Thái, hai con của Lê Thái với lại vợ chồng của Hoàng Anh tới thăm của chị Ngọc Hương. Mong là chị Ngọc Hương sẽ mau lành bệnh, mong là không có gì nặng nề với chị hết Ừ, hy vọng đừng có gì nặng nề hết. ha. Ừ. Mọi chuyện là cũng sẽ qua Ừ, thôi. hy vọng đi. Vậy đi. Bây giờ có ung thư nha, ung thư là ghê lắm. Ung thư bây Ừ. giờ, trời chị, ung thư Ừ. bây giờ cũng 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 chữa hết đó. Ung Ủa, thư mình, giờ bệnh gì mà dạ. dạng ta chơi chứ bây giờ biết chị bệnh gì chưa? Chưa, mới đi làm xét nghiệm mà bây giờ phải chờ tuần. Tuần là Tuần mới kết quả xét nghiệm mới biết là nó là cái gì. Tôi chưa Xét nghiệm chị. Hả? xét nghiệm nó anh bây nghĩ cháu giờ có gì đau lắm của đâu, chị chị người tốt có gì đâu, đau lắm, nó bị infection nhưng mà đâu bây dễ giờ đâu, đâu đâu khó gì đâu, không nhiễm trùng, lấy ra lấy bỏ khác vô lấy không mới bỏ có vô gì đâu không, người đang bảo lấy cắt ra đi nấu cháo xong rồi lấy lá lách thì lồng cắn thôi em cũng chúc chị lúc nào cũng khỏe, mau bình phục đi để không ra mới đặng được có biểu mấy diễn thời tháng rồi trang chứ, này chứ. lần em diễn thời trang rồi chứ, Diễn thời trang mới này được có mấy tháng bây giờ ghê quá, chứ. xấu hổ ghê quá, Không tháng ra mấy nữa mập lại rồi. tháng mấy là lập lại bác sĩ rồi. nói nếu mà nó không có gì ấy, thì infection nó rất là dễ chữa, chỉ uống thuốc trụ sinh là nó hết thôi, từ từ nó hết thôi, còn nếu mà nó là cái khác thì mình không biết rồi, nhưng mà nếu mà thời kỳ đầu vẫn thể chữa được, để mà lâu quá không biết đó, để lâu quá thì khó Nó chịu. chạy chemo hết đó chị Ồ, ơi. mà chạy Này, chemo Hoành Thánh nha, á, cây ngon sáng coi cho nha. con Hoành Thánh nè, múc lên, còn đúng. Chị Hương còn đòi Đúc đút nữa đó. đúc cho mình đi, mình Đút đau yếu như em bé vậy quá đó. cũng có nhiều dầu. Hôm qua cái pizza đó, pizza ổ pizza mà ăn miếng vô mà đau bụng cả đêm. Pizza hả? Nó có cái chất chi với lại nó cái chất cà nó chua đó. Chắc vậy. Đã bụng tối qua Thôi ăn đi còn nóng. Thật sự cái ra nếu như mà có cancer đó, nó chạy chemo á, trong vòng 1 tháng nhưng mà cái lúc mà chạy á thì là nó tóc sẽ rụng làm hết mình tóc rụng rồi hết. tóc Nhưng mà em trong có một bảo người bạn cũng bị thì cháu nghi Hảo đang làm tự nhiên đau bụng quá đó, té mẹ xỉu luôn. ốm ghê lắm Đưa vô làm, đưa mẹ. vô thì phát hiện ra là bị ung thư bao tử. Vậy đó mà chạy chemo ha, tóc rụng hết Không có trời, nó hết cứ ghê tưởng đâu lắm. là chết rồi. Trời ơi, Ừ. trối trăng khóc lóc hết rồi, Ghê giờ hết lắm. rồi. Vậy hả? Hết rồi, Vậy nó còn giờ ấy khỏe hả, rồi. con vợ quỷ Vậy hả, nó con xong luôn nó trối hả? chọc luôn, Đó. trối chọc Nhưng đầu mà luôn. rồi bây giờ tóc mọc ra bình thường rồi, giờ tóc mọc Trời, ra nhiều trở nó lại, trọc đầu luôn. Chọc đầu chọc phải luôn. đổ tóc giả, Rụng hết nhưng mà tóc bây giờ luôn. tóc ra đầy đủ hết rồi, Vậy bình thường. Chạy kia mua có 3 lần thôi. Nhưng mà nó là bệnh gì, ung thư bao tử. Bao tử đó. Ung thư bao tử mà sống được mà ghê, tại con cơ thể mình 30 mấy tuổi ung thư bao tử chết rồi. Tấn Nhưng ăn nhiều nhiều quá đấy, khi phở ý là ăn nhiều là mà quá, ăn, không biết nếu mà kiêng này. mình cái con đấy nó chuyên môn ăn gì nó không, ăn gừng cái me rồi nó ăn suốt ngày luôn, ngày nào cũng ăn gừng với me chứ, thế là bao tử nó chịu Nếu mà được mình phát hiện sớm á, mà thì không dám ăn. Trời ngon ghê nha, ăn đi chị, thank ăn đi chị. you. Trời trời lạnh mà có cái này ăn vô ấm lòng chiến sĩ. Đúng rồi, Đó là về cái ăn gì đi còn đâu, nóng đâu ấm nữa, lòng ăn ngọc đi cho hương ấm. đâu. Thuận nè, tới đây đút cho chị đi, qua đây, Để qua đây thử đi, dành riêng cho chị nói đi, nói Thuận qua đây chị nè, muốn nhiều người là này qua lấy đút hình cùng chút uống đi, qua nha, lấy anh hình Nhật nói nè, qua gì đây mà tôi làm sao rồi nói có rồi giỡn xin ra tới rồi đây. Lấy nhà mới gọi á, Dạ thường em muốn đi đó mà em mệt quá đang à. Ngang nhà thì đang có ấy nè, thôi chị ăn đi, ăn đi chắc tắt Rồi, đi Thái ơi, để cho chị tự nhiên chị ăn. ok. Thôi, Đây nè nha, rồi, nè hoa, đem tới get well soon nữa nè rồi, nha, đó thấy không, rồi. của anh Việt đó, hoa của Tặng anh Việt, Việt đây, giờ qua nha, giờ qua mà cả Hoàng đó, Thắng là nấu chút vào thì thấy chưa, hoa của anh Việt đem tới nè, get well soon, là hôm hôm giờ rồi là tới thăm. Nhưng mà hôm nè, đấy này vui lắm mọi mà người nhìn bao nhiêu coi, người chị Ngọc Hương
hôm nay là còn đẹp hơn hồi lúc trước nữa. Đang đẹp thôi. Hôm nay nhìn chị Ngọc Hương còn đẹp hơn lúc trước nữa đúng không? À, đẹp quá trời luôn á, bệnh mà chẳng có hốc hác gì hết. Quá có lẽ là nhờ nghỉ ngơi đó, có thể là nhờ nghỉ nhưng ngơi. Mà trong người nè khổ là xương không à. Ừ, ổn chưa được 1/3 giá. Tại mặt cái đồ này thấy á. Ông trời á, lúc nào cũng ngó tới ly này đây á. Ly này đấy. Tự nhiên cái này tôi đâu có muốn đâu. Hôm nay đây đây 13 chiếu TV ở chỗ Nick cái tên á. Ờ. Dạ. Rõ lắm. Bữa cô ngồi ly. Ok, cảm ơn chị nhiều. Trời, chúc chị lúc nào cũng khỏe nha, vui vẻ nha. Ok. Chuyên biểu diễn thời trang. Rồi diễn thời trang. Ok, thôi ba chị ha. Ok, bye bye. Hẹn ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi đọc cái Hẹn gặp lại. Thank you nha. Rồi, ok, bye.